Hứa Minh Đạt bị bà Phương Hằng tuyên bố vạch mặt, khán giả tẩy chay sau phát ngôn trù ẻo. Trong buổi livestream mới nhất, đại gia Phương Hằng tiếp tục lên sóng và có những phát biểu khiến công chúng vô cùng quan tâm. Livestream của bà nhận được hàng chục nghìn lượt theo dõi từ cư dân mạng. Sau khi cung cấp thêm thông tin về Võ Hoàng Yên, bà chủ Đại Nam tiếp tục réo tên hàng loạt nghệ sĩ được cho là có thái độ khiêu chiến với bà. Cụ thể, Phương Hằng dằn mặt một nhân vật bị nghi ngờ đang đối đầu với bà nhiều ngày qua là nam diễn viên Hứa Minh Đạt. Một nghệ sĩ có thương hiệu mà như vậy thì những người khác sẽ như thế nào? Giống như thằng gì chồng của Lâm Vĩ Dạ đó, tôi mắc mớ gì mà nó chửi tôi. Hứa Minh Đạt à, tao hứa với mày là tao chơi tất tay, ý là chơi tới cùng với mày luôn đó. Chị Hằng hứa với mày luôn đó, mày không khỏi tầm ngắm của chị Hằng mày đâu. Bà Hằng nói trên livestream. Vợ ông Dũng Lò Vôi còn cho biết đây là nhiệm vụ của mình, để trừng trị những kẻ núp lùm. Nhiều người nói tôi làm loạn cộng đồng mạng, nhưng nếu tôi không làm vậy thì sao chúng ta bóc mẽ được những loại núp lùm, những loại chúng ta cần được thanh lọc. Trước đó, diễn viên Hứa Minh Đạt liên tục có động thái bị nghi là đang khiêu khích chăm chọc bà Nguyễn Phương Hằng. Anh đăng nhiều status bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh và ẩn ý chỉ trích bà chủ Đại Nam. Netizen cho rằng đây chính là lý do khiến nữ đại gia này réo gọi ông xã Lâm Vĩ Dạ trong livestream này. Bên cạnh đó, Hứa Minh Đạt cũng đang gặp sóng gió khi bị dân tình đồng loạt đòi tẩy chay vì phát ngôn bị coi là trù ẹo khán giả. Theo đó, một clip đăng tải vào tháng trước của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân TikTok bất ngờ bị đào mộ. Cụ thể, dù đăng tải một video có nội dung chúc mọi người một ngày mới an lành, thì nam diễn viên lại có những câu nói như trù ẻo mọi người. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà, nghe chưa? Nhiều cư dân mạng xem xong đoạn clip này đã vô cùng bức xúc khi không thể tin rằng nam nghệ sĩ có thể mang chuyện mạng sống để làm trò mua vui, thiếu đi sự tôn trọng khán giả. Một số khán giả để lại bình luận, khẩu nghiệp ác nhân vậy mà gọi là nghệ sĩ à, thế anh Đạt vẫn nghĩ mình đùa vui à, nhưng người xem không vui. Nghệ sĩ kiểu đó ai mà thần tượng nữa, vô duyên hết chỗ nói. Người bình thường đã bị chửi, huống chi là nghệ sĩ ngày nào cũng lên TV. Anh là nghệ sĩ thì lời ăn tiếng nói phải đàng hoàng chứ. Lúc anh trợn mắt lên chút, sao anh không nghĩ tới cảm giác của người xem? Nghệ sĩ kiểu gì vậy trời, câu chúc vô duyên vậy mà cũng có thể nói được. Anh định diễn hài ra ngoài đời hay sao? Từ nay về sau, chương trình nào có mặt ông này tôi hứa không bao giờ xem. Cộng đồng mạng hợp sức tẩy chay đi mọi người, để ông biết coi thường khán giả sẽ nhận kết quả như thế nào. Thậm chí, nam ca sĩ bị một hot TikToker Trương Quốc Anh có 1 triệu người theo dõi chỉ trích thẳng mặt. Người này khẳng định hành động của Hứa Minh Đạt có phần thiếu giáo dục, không tôn trọng khán giả và cần được lên án. Thật sự không hiểu cảm xúc các bạn khi xem video này như thế nào. Cảm giác của riêng anh không nghĩ đây là của một người nổi tiếng đâu. Về những phát ngôn mà không suy nghĩ, mà nói thẳng ra là cảm giác thiếu giáo dục này lại là của một diễn viên. Nếu như ngữ cảnh đây là của một người cù bắp cù bơ thì anh em mình không chấp đúng không? Nhưng đó là phát ngôn từ một người nổi tiếng như thế thì thật sự anh thấy buồn. Có lẽ trong giới người nổi tiếng nhiều người phải học lại môn giáo dục công dân. Như thế này là coi thường khán giả, không tôn trọng khán giả. Chúng ta cần làm gì? Tẩy chay, không xem chương trình của những người này có mặt nữa. Trương Quốc Anh còn không quên gửi gắm đến nam nghệ sĩ Hứa Minh Đạt. Anh này, anh chúc khán giả ra đường không bị ô tô đụng. Còn bản thân mình muốn bảo cái anh Đạt này, hãy học tốt môn giáo dục công dân đi đã. Và lần sau hãy uốn lưỡi vặn ra những cái từ văn minh thì hãy mở mồm lên phát biểu. Hiện tại đoạn clip đã được Hứa Minh Đạt gỡ xuống, tuy nhiên nhiều trang mạng vẫn kịp lưu về và liên tục chia sẻ khiến dư luận càng thêm bức xúc. Liên hệ với nam diễn viên, quản lý truyền thông cho biết Hứa Minh Đạt từ chối chia sẻ về vấn đề này.